Long Hòa sẽ phát bóng trước trong trận đấu thứ hai. Tứ kết mà chất lượng chuyên môn nó không có cao. Điểm Long Hòa 3-7. Thank you.
13. Bây giờ dẫn 13 trong trận đấu thứ hai. Đây, bước một bằng chân luôn. Lần thứ hai. Nhẹ quá. Lê Lợi dẫn là 8 điểm rồi. Này tại bên kia thấp quá mình thấy cao. Cao thiệt chứ. Con cao lớn mình có điều chứ. Rất nhiều pha dính bóng. Mười bốn bốn. Lê Lợi đang kéo dần khoảng cách đã là 10 điểm rồi. Bóng trong sân. Điểm Long Hòa 5-14. Thứ hai vẫn còn xa hơn xếp đầu tiên. Ốp 7-15. Nè mà lên 15 đều là ăn luôn thứ ba. Tốt. Chín 15. Không chuyền cho số 8 nữa rồi mà chuyển sang chuyền cho số 7. Lỗi phát bóng.
trong tới chất. Điểm đồng hòa 10-16. Bốn công chân 11-16. Thì coi có 16 đều nha. Đang ngon thì lại phát qua lưới. Hết game 18-11 rồi. Bên phía Lê Lợi chống bóng ngoài 12-19. Tiếp tục là 8 điểm. Rồi xong luôn. Thank you.
24-15. Phạt bóng ngoài khá nhiều. Mười lăm hai mươi lăm, mười lăm hai mươi bốn. Thắng chung cuộc 2-0 ở trận tứ kết đầu tiên.